Quang Tây xin chào bà con và các bạn nghe. Hôm nay cập nhật giá long ngày 23 tây tháng 3 thì giá long ruột đỏ hôm nay đã nhích nhẹ lên khoảng 1.000 đồng một ký nha, nhích thêm so với hôm qua thì tăng khoảng 1.000 đồng một ký cho tất cả các loại, từ loại loại 1 cho tới loại 3, loại 5, riêng loại 4 là tăng khoảng 2.000 đồng một ký nha. Còn mấy loại khác còn lại thì nó tăng khoảng 1.000 đồng một ký. Còn về thanh long ruột trắng thì hôm nay nó giảm khoảng 1.000 đồng một ký. Hàng đẹp thì nó rơi vào tầm khoảng 12 đến 14.000 đồng một ký. Hôm qua nó nằm hàng đẹp nó nằm 12 đến 15.000. Thì thanh long ruột trắng hiện tại bà con mình làm khu vực Bình Thuận thì bà con mình làm là lỗ không nha. Với giá hiện tại bà con làm lỗ không chứ không có lời. Thì miền Tây nó còn rẻ hơn Bình Thuận nữa nha. Giá long ruột trắng miền Tây nó trên lệch với Bình Thuận khoảng 2.000 đồng một ký. Thì mình cũng xin chúc mừng bà con nào đang có thanh long bán ở thời điểm này nha. Thời điểm cái giá này là bà con mình cứ... Rồi bây giờ cập nhật giá long ruột trắng hàng đẹp 12 đến 14 ngàn, sàn 8 đến 11 ngàn, dẹp 3 đến 6 ngàn. Thì bây giờ giá long hiện tại bà con mình đang bán xô là nhiều nha. Long ruột đỏ. Rồi giá long ruột đỏ loại 1 39 ngàn, loại 2 34 ngàn, loại 3 29 ngàn, loại 4 19 ngàn, loại 5 12 ngàn, hàng nước ép từ 8 đến 11 ngàn. Rồi hôm nay cập nhật nhanh giá long đến đây cũng xin kết thúc nha. Chào bà con các bạn, hẹn gặp lại ở video sau nha.